ngày 17 tháng 10, cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh bị đảo lộn hoàn toàn khi chiều cường kết hợp với mưa lớn khiến nhiều khu vực ngập sâu trong nước. Từ sáng sớm đến tối muộn, các tuyến đường chính như Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Văn Lương và Huỳnh Tấn Phát ngập nước, à, gây ra rất nhiều khó khăn cho việc di chuyển. Người dân thành phố Hồ Chí Minh không còn xa lạ gì với cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn, nhưng lần này chiều cường đã đạt đỉnh hơn 1,7 mét, khiến nhiều khu vực chìm sâu trong nước, biến đường phố thành sông, hàng loạt xe máy, uh, ô tô bị chết máy giữa dòng nước, buộc người dân phải dắt bộ suốt quãng đường dài. Tình trạng ngập lụt không chỉ làm tê liệt giao thông mà còn gây phiền toái cho sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nước ngập vào nhà làm hư hỏng đồ đạc, nhiều hộ gia đình buộc phải sử dụng bơm nước hoặc tận dụng các biện pháp tạm thời để ngăn nước tràn vào. Đặc biệt, các khu vực thấp trũng như quận 7, quận 8 và nhà bè là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. À, người dân ở những khu vực này phải đối mặt với tình trạng ngập sâu trong thời gian dài, ảnh hưởng không chỉ đến việc đi lại mà còn đến sức khỏe và an toàn của họ. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó à, cử lực lượng chức năng hỗ trợ giao thông và giúp người dân thoát khỏi những khu vực bị ngập sâu. Tuy nhiên, việc giải quyết chiều cường vẫn là một bài toán khó lâu dài mà thành phố Hồ Chí Minh chưa tìm ra giải pháp hiệu quả. Các dự án chống ngập lớn như hệ thống bơm nước hay việc nâng cao mặt đường đang được đẩy nhanh tiến độ, nhưng dường như vẫn chưa thể khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt. Nhìn cảnh tượng nước lên láng khắp nơi, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh không khỏi lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của mình trong những đợt chiều cường sắp tới dự báo mưa lớn kết hợp chiều cường sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới khiến tình hình càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn người dân nơi đây đang phải chuẩn bị tinh thần và tìm cách ứng phó với những thử thách mà thiên nhiên mang lại đồng thời mong chờ một giải pháp chống ngập bền vững từ chính quyền thành phố